we sail a little bit higher. Cho em xin cái mic cho chị Lộc tâm sự được kể chuyện cho mọi người nghe nè.
thôi. Bây giờ đệm đóng nha bà lột. Dạ, quý vị. Dạ, lưu ra, bán ra em, đuổi chuyện bây giờ. Chờ lương đi chứ, hôm nay có nhận lương không? Liền đi, mấy con yêu kìa. Liền đi. Đóng nghe nè. Dạ, chị ăn đám dỗ hết mấy con nhái chị rồi đó. Ủa chị ừ, năm ngoái cũng có một con gà nhái chị với Trang em gì đó. Đi à, mới ăn đám dỗ cái hôm qua đó cưng. Khùng quá bác bà già mà nhớ lộn cái điêu. Có đó bác. Rồi, xuống bán vé cho bà nội. Em có play thêm xíu nữa được. Em có play chị đó hả? Dạ. Rồi có play thêm xíu nữa đi. Để chị coi coi. Có play chị, mời quý vị ơi. Chị Lộ thường nói câu gì nè quý vị ơi. Đúng rồi. Nguyêu nghĩa. Bán vé lẹ. Rồi gì nữa mấy cái gì? Bà nội cha tụi bay. Đúng không chị? Hả? Chị có nói câu đó hả cưng? Có, chị có nói nha. Không tin luôn đó. Dạ? Chị không tin, để chị về chị gửi lại phim coi lại. Mà như chị nói câu đó với em nhiều nhất đúng không? Điên quá, chị nói với em là quỷ nách chua. Quỷ nách chua? Không, chị không có nói em nách chua. Vậy hả? Chị nói em thẳng luôn, hơi nách. Chị không có nói nách chua má. Nó chua là hoa mỹ, cái từ văn chương đó. Còn nó thẳng là hơi nách đó bà nội. Đi qua hôm nay hết không rồi. Không có hả? Không hết rồi không? Chắc chưa? Chắc. Tao tán liền đó. Tao tán liền đó, tao bỏ nghề luôn đó. Em cho chị kiểm đầu chứ. Năm đó mẹ cho tao thử luôn đi, tao thử hết rồi đó. Rồi quý vị, ủng hộ đi nha. Để em xuống bán vé cho quý vị nha chị. Kính cha cũng khủng. Kính thưa quý vị, và bây giờ trong lời đầu tiên, tất cả các nhân viên sẽ đọc gói phục vụ cho tất cả quý vị nhé. Và mỗi lớp chỉ có 10.000 đồng quý vị ơi. Và nếu mà quý vị lần đầu tiên đến với Sài Gòn Tân Thời thì xin giới thiệu sơ sơ qua cái cách chơi cho quý vị cả nhà mình được biết nha. Quý vị đang cầm trên tay lá vé của đoàn lực lượng Sài Gòn Tân Thời thì trên lọc cầu của chúng em cũng sẽ có 60 con số y chang giống như là 60 con số trong lá vé của tất cả quý vị. Và khi bên trên chúng em bắt đầu thôi là sổ số thì bắt đầu sẽ có nhân viên quay số và mỗi ca sĩ hát một con số thì quý vị sẽ nhận được một viên phấn và lấy cái phấn gạch vô cái số tương ứng trên lá vé của mình quý vị nhé. Và 4 con trên 1.000 quý vị may mắn trúng thưởng. Và quý vị khi mà trúng thưởng chạy thật nhanh thật lẹ về sân khấu để nhận quà nè. Còn quý vị thân mến, và nếu mà quý vị mua vé thì quý vị cũng đối chiếu giùm em, 4 con trên 1.000 là đủ, 3 con là thiếu, 5 con là dư, số nào luôn mờ đổi là nhân viên bên trên được không thiệt thòi vì sao quý vị nhé. Và bây giờ tất cả nhân viên đã rảo bước phục vụ dòng lợi đầu tiên để cho quý vị không chờ đợi lâu, hào một lập thể quý vị ủng hộ nhanh lẹ dòng lợi đầu tiên. Chúng em sẽ sổ nhanh sổ lẹ cho bà con mình khỏi chờ đợi lâu. Rồi, tặng phẩm là gì? Tặng phẩm là gì? Dạ, dòng lợi đầu tiên một con gấu bông bự cho bà đái sân khấu gì? Bự bằng em của gì? Đây, dòng lợi đầu tiên tặng phẩm một con gấu bông rất là bự cho sân khấu trị giá 500.000 đồng. Và ai sẽ là chủ nhân đầu tiên quý vị nha. Ngoài ra như lời em đã hứa tối đêm qua, tối đêm nay là đêm tân niên và sẽ có một dòng loại chúng em sẽ phát lì xì gửi đến cho tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây. Cho nên quý vị ơi, hãy ở đến phút cuối cùng để xem lì xì đó là gì quý vị nhé. Và giá trị đó là bao nhiêu, chút xíu nữa chúng ta sẽ biết nha. Rồi, còn mấy giá cưng ơi? Còn mấy giá? 4 giá? 5 giá? Mời anh ấy kìa. Đó, thấy chưa? Kính thưa quý vị, và chúng tôi còn vài giá chống và ủng hộ liền tay quý vị nha. Mấy gì đây, mấy gì đây, trở lại đây, trở lại đây mà nghe kêu con. Mấy gì ra lắng lòng mà nghe tôi kêu con. Cần ra con mấy con. Mấy gì ra, mấy gì ra, phi tinh dân bán cho nấy kìa, đang chụp hình em kìa. Kìa bán cho nấy lấy vé con mi kìa. Mấy mấy đưa cho dân bán sao vé đưa động đó, thấy không? Trong đầu em phi tinh dân là ngoại ngữ xuất sắc nhất của chị và là giáo viên dạy tiếng Anh luôn chị, nhưng mà để dành chữ lộn ha, không có làm ăn gì được đâu. Trên kênh Facebook Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời quý vị nhé. Thứ hai
Sài Gòn Daily là cũng là một cái kênh YouTube luôn, cũng sẽ update những cái tập của Đoàn Lương Quân Sài Gòn Thanh Thời. Rất mong quý vị ủng hộ nhiều tình cho buổi đoàn quý vị nhé. Và bây giờ có cái chương trình mới chỉ sắm đầu cho số quý vị ơi. Mấy gì đây, mấy gì đây, trở lại đây mà nghiên cứu số mấy gì ra, mấy gì ra dòng đầu tiên phú đầu tiên. Cho anh ấy hiểu đến luật chơi để chúng ta có thêm khán giả quý vị nha. Xin mời Phi Thanh Vân. Thì dạ anh Nhật nha. Thì với cho em một cái tờ vé đi. Trên một tờ vé anh ăn nhiều hình dung không? Bà nội phiên dịch chứ không phải cô trai mẹ. Vậy hả? You are holding a ticket, so please check for me in the round. I will call the number, okay? If there is on the paper, so please check for me. If you get four number in the round, okay, you will run to the stage and get your prize, okay? Did you get it? Kịp thì có thể follow đằng kia. Yeah. Yeah. Thank you. Và quý vị thân mến, và bây giờ có thể trên tay con số đầu tiên 36 gạch vô quý vị. Và bắt đầu do tiếp quý vị ơi. Hey. Mấy gì ra, mấy gì ra, con cờ gì ra, cờ gì ra, cờ gì ra. Chiếc xe mini dài là 20 thước. Wow, liền ngồi trước em đây chứ ngồi sao. Hai đứa chở nhau đi về mà thôi. Con số 1 đầu lô tô gạch gạch vô. Number 1. Con số 1 sao đã con mấy. Số gì đây đồ sớm ba chữ cung cái anh tài. Tầng lắm lâu dài chẳng thu cái tác tỏa. Nhưng đồ sớm ba con ngỡ cái đầu rằng chúng anh tài là cái kế cả trai. Ba la 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 ba
miền ăn xưa thật xôi gà tươi tiên xưa chú nhà ấm ba la ba la ba la ba la ba la u à uống cho nhiều thì nhiều bạc đường nhiều đô la buồn tiền đó không gì ai đã là bữa chiều đi ngang khắp mười miền còn cả tuần vui xuân vui chơi bao hãy về chúng ta vui chơi à khỏe ưng thiên á ưng bài liền làm cái chuyện lâu lâu liên miên hay cũng nhiều tiền cho chư tiên à bán buôn may á phước lộc nhiều tiền vô nhà nhiều nhưng không ra đâu thêm vàng gọi thêm đô la 33 trong loại 98 quý vị 198 hợp lệ rồi rồi cho cho như mượn y chang trong loại 260 xin mời hai chủ nhân lên sân khấu à kính thưa quý vị và trong lá vé có ghi một dòng rất là rõ ràng có nghĩa là tinh trùng được tạp phẩm chia đều cho nên bây giờ cầm con gấu bự ra giật làm đôi đó người nửa con không gòn em lấy như vậy là đâu mới vui mà tiêu chí của em là khi mà khán giả tới đây là ai cũng có quà về không có gì cho nên sẽ tặng mỗi người một con gấu nhỏ trước sau đó chúng ta sẽ tiến tới lòng cầu quay số ai bóc được con số lớn hơn thì chúng ta sẽ nhận quà gấu bự em số mấy vậy 29 số 4 rồi chúc mừng chị gái nha đã được một con gấu bự cho anh ấy rồi kính thưa quý vị nha ngoài tặng phẩm của đoàn đó là một con gấu lớn thì chúng tôi còn cảm ơn đến tất cả các nhà tài trợ đầu tiên là BH Shilock sẽ tài trợ cho quý vị một cái chuông cửa thông minh vòng loại cuối cùng ngoài ra là có những chiếc áo thun dặm dặm cho những vòng loại tiếp theo nhà tài trợ Tibo là nước ở đằng kia và quý vị nhận được cái sticker như thế này thì lại đằng kia lấy một thùng nước một tí vừa đúng cái thùng rồi con anh ơi trời ơi chụp tấm hình ai chụp mẹ xa quá vậy đó hả Vì đây xin mời quý khách có dịp dùng này trở lại đây nghe chuyện số số là đâu mấy mày đi đây mày đi đây buồn buồn đi đây buồn đi đây buồn đi đây số gì ra tố gì ra năm gì ra năm gì
xuống quỳ ra xuống quỳ đây. Môi đó cũng là môi cha tư tình, em xin rời lại anh với tất cả tâm tư, em cũng xin rời lại anh dù mấy em theo chồng. Đời đời em vẫn nhớ mối tình đầu tiên. Nguyên số 10, còn 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 số 10 xuống gì ra, xuống gì đây, con xuống gì ra, xuống gì đây. Thì phải thương nhau nên nắm tay em dặn dò, chưa từ cùng đời là cái dấu trái ngang. Ta thương nhau mình nắm tay em dặn cho nè dốt bộ, thế mà tình mình vẫn không phai. 52, 52, 52 là tập vé cờ. Vâng, cô chú anh chị với bên dưới pha mời xóa lá vé ha, để bên trên chúng em kiểm qua 4 chiếc banh và tà lá vé của chú anh chị. Vậy, lên đây luôn anh ơi. Ký hiệu phía sau 120 đúng dòng loại. 52 vừa kêu dạ có 1. Ai cắt cổ mà vậy? Anh đang bóp cổ em là dạ có 1. 44 dạ có 2. 36 dạ có 3. Số 10 dạ có 4. Đây, chị cho em mượn nha. Rồi mình vào bên trong xếp hàng luôn nha chị nha. Ký hiệu 119 đúng dòng loại. 52 dạ có nhiêu chiều. Số 10 dạ có nhiêu chiều đường. 36 dạ có tông yếu. 44 lượm lúa. Rồi còn chủ nhân nào nữa không ạ? Dòng loại vừa qua có hai chủ nhân lọt giải, rồi chọn qua giùm em hai con gấu nhỏ ha. Xong rồi mình bóc banh ai lớn hơn mình đổi qua con gấu lớn giùm em. Rồi bóc hai quả banh giùm em luôn. Ai nhỏ hơn lấy thêm lóc nước yến nữa đúng không? Rồi mình số mấy chị? 16. Rồi chọn em lóc nước yến đi nha. Rồi anh chọn giùm em qua con gấu lớn luôn. Rồi dòng loại vừa qua không còn giá trị nữa. Cô chú anh chị mình nhẹ tay xé bỏ tờ lá vé cũ, thương tình tham gia tham dưỡng hồi em cho dòng loại mới. Giá tiền vẫn như cũ là 10.000 đồng cho tờ lá vé anh chị mình ha. Nói thì ai chưa có vé mình nhớ đứng ngồi tại chỗ nhấc nhẹ đầu ngón tay lên, để bên trên nhân viên thấy được, điều động nhân viên tiếp tận nơi tận chỗ phục vụ cho cô chú anh chị mình. Không để cho cô chú anh chị mình mà chờ để lâu mà hao mòn long thể ha. Ủa sao đâu mất tin hết đá rồi. Trời ơi, 2 năm rồi mấy giờ đây em diễn em thấy lạ ghê. Năm rồi năm nay mấy giờ diễn đó, đúng không? 28 mấy là năm trước, còn giờ là năm tới là năm khác nữa rồi, 2 năm rồi. Trời ơi, ngồi nói khí thế là không có con vé nữa bà. Vậy phía bên này ai chưa vé này, dân ơi, dân đi xích tới vé luôn rồi dân ơi. Ở đây, anh chị mình nhớ giơ tay ủng hộ vé giùm em luôn ha. Vậy anh chị mình ơi, thì một lần nữa mình nhớ giơ tay ủng hộ cho cô chú anh chị. Trời dân, từ từ dân ơi. Đừng có ôm bà chị quá, bà xỉu bây giờ bà mới vô đó, bà đi về rồi bà chưa ủng hộ vé nào đó dân. Hả? Muối. Rồi đưa vé cho bà chị nè, bà chị trong xích vô chút xíu nữa nè dân, bà chị áo xanh nè. Các quý vị, và bây giờ mọi quý vị ủng hộ giúp em một lá vé chứ có 10.000 đồng quý vị ra. Và đêm nay là đêm khai trương, chúng tôi sẽ có một cái vòng rất là đặc biệt là vòng lì xì cho tất cả quý vị khán giả. Thì rất mong quý vị cũng sẽ gặp được nhiều may mắn trong vòng lời đó quý vị nha. Và bây giờ ai cho quý vị chơi giùm em một cánh tay quý vị nha. Một cánh tay ngà ngọc và nhân viên sân tràng tới phục vụ cho tất cả quý vị nha. Dễ, dễ cho mang thiên tai kìa. Rồi cho nhập đô la luôn anh ơi, nhà nhân lẻ luôn nè. Mấy gì là mấy gì đi mấy gì là hết nhé.
Chị gái rồi, cảm ơn 18, 35, 44 đủ 58 đầy đủ 227 hợp lệ, chúc mừng hai chị nha. Và vẫn như cũ, chúng ta sẽ quay banh xem ai có quà banh lớn hơn thì người đó sẽ nhận ngay con gấu bông bự cho bạn ấy. Ngoài ra quý vị còn nhận được thêm một lốc nước yến từ Yến Sa Vinconet Đông Trùng Già trong Đông Trùng Thảo Đông Dược Vĩnh Xuân. Thưa quý vị, và ở cuối chương trình chúng ta cùng đến với nhà tài trợ BH Slot quý vị ha. Và xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ, cảm ơn tất cả các anh chị phóng viên báo chí đã ủng hộ cho đoàn trong suốt thời gian qua quý vị. Rồi quý vị ơi, mỗi người một lá vé thôi, quý vị ủng hộ nhiệt tình cho bụng đoàn nha.
gì đây mày gì ra mộc ve ra dò sâu vô mộc ve ra dò sâu vô mày gì đang đi vô rừng mà bọn con theo làm chi rừng u minh nam mũi cắt lên là âm sầm bọn con vô bắt đầu em kêu lô cô mày gì đây mày gì đây mày gì ra mày gì đây mày gì ra mày gì đây mày gì ra buồn gì đây buồn gì đây buồn gì ra nghe dẻ nghe 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 dẻ mà trái cây trái ở trên mây lâu anh là trái mà đậu rồi hãy lại vô nghe dẻ nghe 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 dẻ mà trái cây trái ở trên mây là trái mà đậu rồng đủ vợ đủ chồng là trái mà đu đủ bữa ra nhiều mũ là trái mà mít ướt thân tựa gà sứa bún thiệt là trái Hãy ông bà hát thương mến như nhau hai trẻ em đôi
ơi, ông nhảy trời, 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 trời ơi. Ông nhảy mà ông trèo luôn đó. Rồi kính thưa quý vị, dạ đợi em chút xíu nha anh. Dạ, 34 giờ kia qua có 1, 28 có 2, số 9 có 3, 57 hợp lệ. Rồi cho em cái mic đi nó nhẹ nhẹ xíu, anh tép cứ họng em rồi. Rồi 34, 28, số 9 và 57 vẫn là dùng loại 232 hợp lệ thưa quý vị. Và xin mời lên sân khấu nhận thưởng ạ. Đã còn hai đứa, còn một chị nữa mà. Có kinh rồi đó, mừng chưa? Có chưa, còn ai nữa không? Dạ hết rồi quý vị và kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin trào xuống dưới phục vụ dòng loại tiếp theo quý vị nha. Và quý vị hãy ủng hộ nhiệt tình, mỗi lá vé chỉ có 1.000 đồng quý vị nha. Và trong thời gian bán vé thì có điều chi sơ sót và các bạn có giỡn hay quá trớn chút xíu, quý vị cũng thông cảm. Tất cả hành động và lời nói của trên sân khấu chủ yếu là nô đùa và biểu diễn cho tất cả. Mong quý vị sẽ có nhiều niềm vui thì đến với đoàn thôi, chứ thật sự tôi không cố ý quý vị nha. Và xin cảm ơn quý vị, và nếu mà có điều chi sơ sót cũng rất mong quý vị sẽ thông cảm bỏ qua cho đoàn. Kính thưa quý vị, và trong lá vé, mỗi lá vé của quý vị thì cũng sẽ có 10% từ chi phí, sau khi khấu trừ hết mọi chi phí thì có 10% lợi nhuận thì chúng em sẽ ủng hộ cho một cái quỹ từ thiện của đoàn. Đó là quỹ từ thiện của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời. Và nếu quý vị để theo dõi được cái hoạt động thiện nguyện của đoàn, quý vị có thể cập nhật trang fanpage đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời quý vị nhé. Và đừng quên hãy để lại nhận xét tích cực nhất cho chúng em. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Gặp ai sao luôn vậy trời? Hả? Do dòng loại này bên trên chúng em sẽ phục vụ nhanh lẹ cho cô chú anh chị mình luôn ha, để đánh nhanh rút gọn cho cô chú anh chị mình có món quà cầm trên tay mang về nhà làm quà lưu niệm luôn. Thì một lần nữa nhân viên cũng mong rằng cô chú anh chị là siêu vé mình nhớ giơ tay em hồi giùm em một tờ lá vé chỉ 10.000 đồng đây. Chuẩn bị giơ tay cô chú anh chị mình đây. Dễ luôn chị Thảo ơi, rồi chờ chút xíu, rồi lên đây lên xuống lên đây nè, ở trên nhà trên này nè, chị mình chưa có vé nè. Số nào ký hiệu ở đó. Ờ rồi. Đây
đây con sốt gì đây mày gì tao mà gì ra mà gì đây à lắng tai nghe tiếng công chiên các đồng chen bật bật công tiếng chúng vua rộn ràng đi xem lễ hội đẹp người sanh duyên 30 nguyên 30 nguyên 30 nguyên con 30 con 30 xuống gì ra con sốt gì đây buồn gì ra buồn gì đây à bữa hổm á, em Tết nhất buôn bán cực khổ khó khăn, em
bỏ trộn bánh tráng không ai mua hết. Cho nên đổi nghề. Trời, đổi nghề? Có đổi nghề. Trời ơi, đổi nghề gì? Em có qua Lào, em bán mì xào. Qua Lào bán mì xào? Đó, rồi em đi qua Campuchia bán bia. Ồ, qua Campuchia bán bia. Trời ơi, khá lắm nha. Đó, rồi xong cái em về Việt Nam em bán cam. Trời ơi, bán cái vòng vòng vậy là khá lắm, thì tiền nhiều lắm. Ở đâu mình bán cái dần đó là đúng rồi. Là nó vô. Nó có cái gian đó. Nó có gian, nó giàu lắm. Ừ, giàu lắm. Thiệt mà bữa hổm có đi chỗ mà bán, không biết bán cái gì luôn. Bán đi đâu? Lũng cú. Lũng cú hả? Không biết bán cái gì luôn, đi lũng cú mà nó dần vô rồi không biết bán cái gì luôn. Thì mình đi bán nấm vú. Dạ, dạ. Nấm vú mẹ á. Được á, thấy được cái ngay ngon lành luôn. Trời ơi, cái đó còn đỡ nha. Thế mấy bữa tôi qua Hóc Môn cái gì má. Hóc Môn rồi bà nghĩ bán cái gì? Hóc Môn thì có đi. Đấy má. Cái gì vậy? Thì Hóc Môn thì chỉ có đi bán cái củ khoai môn đó. Ờ, không nghĩ ra má. Cái đó là chồng giàu. Mà quan trọng nè. Sao? Bà không đi vô một cái tỉnh mà không biết bán cái gì luôn. Cái tỉnh gì thấy ghê vậy? Thì khó khăn đi vô cái tỉnh cái không biết bán cái gì luôn. Cái tỉnh nào? Pleiku. Không biết bán cái gì luôn thiệt. Nghe cái tên là biết cái món bán rồi đó. Thiệt nguyên một cái tỉnh tôi đi, tỉnh nguyên một cái tỉnh không có một chỗ nào bán cái gì chứ anh trời. Rồi sao nghĩ ra cái bán chưa? Cái gì? Bán cái gì? Hỏi chị Lộ coi. Lộ ơi. Chị Lộ có cái đó không? Chị phải có vậy đó nha. Chị có cái đó này. Hai đứa con là coi chừng là có đó. Hai đứa tấu đó phải không? Đứa nào lấy hũ muối nêm cho nó đi cho nó mặn. Nó lạc dữ lắm mấy má. Cho nó đi á, dùm đi. Ta thấy bé Ngọc là dừng được rồi đó. Còn mày đặt thêm bán đồ nữa. Bà dây đó. Ừ đó, hai con chồng thật ơi. Cái mặt nó như cái tủ lạnh gì đó. Nó Tăng Thanh Hà. Hà Bá. Hà Bá. Trời. Thank you.
Số gì đây? Dạ khán giả nào đưa cho Bảo 500 mà em ấy chưa có thôi quý vị. Dạ ở dưới kìa, dưới kìa. Tiếp cái gì ơi? 45 số gì đây? Số gì đây? Nếu thương em nhau mà sao lại yêu thương đó? Còn ở nào đắng đo? Năm tháng xa vời này có thương với ai? Tạo tranh hoài hầu thương mối âm tình xưa. Yêu thì yêu thì yêu chưa đến yêu được khi vào ước mơ. Rồi, trong khi chờ thời gian
chờ đợi, chúng tôi bắt đầu phục vụ dòng loại tiếp theo. Quý vị ủng hộ nhiệt tình quý vị nha. À, trời ơi, tôi dễ em đây. 25 chiếc kim quang. Có 1. 38. Có 2. 12. Có 3. Số 8. Có 4. Ồ, đủ chưa? Đủ. À rồi, đủ rồi. 4, 4, 3 hợp lệ đúng quý vị. À, chúc mừng anh đã có kinh nha. Trời, trai Sài Gòn có kinh hiếm lắm anh ơi. 25. Có 1. 38. Có 2. 12. Có 3. Số 8. Có 4. 442 hợp lệ. Con quý khách đang may mắn trúng thưởng đó mà. Cái gì? Cái gì? Vàng ơi, vàng, tao lại mày, mày có tuổi rồi vàng, tóc mày trắng hết trơn rồi đó. Ồ, nó hung dữ còn hơn cái gì nữa ông nội ơi. Đó. Rồi, xin chúc mừng hai chủ nhân may mắn ha.